Cả nhà ơi, bây giờ là đang là trời tối nha cả nhà. Thì mấy anh em mình quyết định là đi bộ chứ không đi xe nữa. Bây giờ phải đi bộ để ngắm được cảnh Đà Lạt về đêm ha mấy em ha. Nhìn gì có giống Đó. quê mà nhìn bốn đứa đang đứng đi Trời trời hôm nay hơi lạnh cả nhà. Phải nói là rất là lạnh chứ không phải là hơi lạnh. Rất là lạnh. Tại vì bây giờ trời thời tiết bây giờ hiện tại là chỉ có 16 độ thôi. So với dân Sài Gòn mình ra đây là rất là lạnh nha cả nhà. Năm anh em mình đi bộ để ngắm phong cảnh Đà Lạt. Bây giờ đi thôi. Đây, đường phố Đà Lạt về đêm nghe thấy đẹp không? Đèn chiếu đẹp em ha, nhìn đẹp thiệt. Như ngày Tết đó, ngày thường mà như ngày Tết đó nha. Đúng rồi, người ta đi bộ quá trời. Bây giờ mấy anh em mình đi ra tới chợ đêm nha, rồi vòng qua Hồ Xuân Hương. Đi vòng qua Hồ Xuân Hương em ha. Đi luôn, Đi luôn. chơi luôn. Đó. Tình hình là mấy anh em mình đang đi bộ lên dốc đi cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Ở dưới phê quá. Nãy giờ mới đi bộ được có mấy trăm mét rồi. Mà phê rồi, thở rồi. Tại cái nhà nghỉ mình ở dưới kia là dưới dốc. Đây ở nhà, đây là ngay chỗ vòng xoay Trần Hưng Đạo. Đẹp không? Vòng xoay Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Đây là cái công viên kìa cả nhà. Từ từ nè. Đang giới thiệu nè. Mình đang giới thiệu mà mấy em mình hối quá. Hôm nay mình làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà phải nghe theo leo lời của chị Google nha cái nhà. Chứ mình không có biết đường đi ở đây nha. Đó. Dắt theo ba tiểu yêu nữ này nè. Hồi trưa là ba nàng tiên. Còn bây giờ tối rồi là ba tiểu yêu nữ. Là ba bà đi. Cái nhà hàng đẹp quá trời luôn. Đẹp quá trời luôn ha. View đẹp thiệt. Ở đây là quán trà chứ không phải nhà hàng nha, quán trà mà đẹp quá. Đây đã đi tới vòng xoay ngay chỗ Hồ Xuân Hương nữa nha. Trần Hưng Đạo với Hồ Xuân Hương. Wow, mệt rồi. Giờ mấy anh em ai cũng đuối à. Ồ đẹp quá. Đi vào đây mấy đứa ơi. Có đường hả? Có đường hả anh? Có đường hả gì? Đi qua hướng đó, đi qua hướng đó. Vậy thôi nha, đi tới. Ồ đẹp quá, đây Hồ Xuân Hương rồi nha. Đó, Hồ Xuân Hương bên đó rồi. Đây ở nhà, đây là thủy tạ. Thủy tạ Hồ Xuân Hương nha ơi. Đẹp quá đẹp nè. Ở đây có người đang câu cá cả nhà. Có dính con cá nào kia anh ơi. Bây giờ anh em mình qua kia đi. Đây có mấy cần thủ đang câu mới dính cả nhà. Cá gì vậy chú? Dạ? Cá chê hả? Kìa kìa, sao kìa đang ăn kìa.
đẹp quá. Đây con. U. Ghê quá, nhìn mặt nó ngầu quá. Chó thiệt đấy. Nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm lắm, đừng cứ giỡn với nó. Cả nhà ơi, tình hình là đang muốn vô chợ đêm mà chợ đêm nó kẹt như thế này. Nó đông như thế này thì trong tình hình dịch như thế này mình không muốn vào cả nhà. Thật sự là không muốn vào. Đông quá. Đông quá rất là nguy hiểm cả nhà ơi. Ở đây có hai con chó. To quá trời to luôn. Bây giờ mấy anh em mình đi tìm quán chè hé hả? Chè hé. Chè hé nổi tiếng Đà Lạt đó nha. Chứ không vô chợ được nữa, giờ chợ đông quá không vô nữa nha ơi. Đây đi bộ mỏi giò bây giờ mới tìm được quán bắp nướng nha cả nhà. Món mình thích nhất luôn. Bây giờ mua được trái bắp ra rồi mà không biết ăn sao luôn. Không lấy mỡ hành gì hết, đưa vậy nè, ngồi dưới đất vậy nè. Lần đầu tiên mình ăn vậy luôn cả nhà. Giờ đây chủ quán hỏi xem thế nào. Cả nhà ơi, thì hồi nãy ngồi ăn cũng ăn được một trái bắp nữa nha. Chợ nó cũng thưa bớt rồi. Rồi mấy anh em đi tìm quán chè hé gì mà tìm không có được. Giờ cũng trễ rồi, năm nay mấy anh em phải đi về cả nhà. Giờ mấy anh em mình đi về để dưỡng sức cho sáng mai ha. Hai em. Đúng rồi. Dưỡng sức cho sáng ngày mai. Chứ hôm nay mấy anh em cũng đuối rồi, hôm qua là mấy anh em không ai ngủ hết cả nhà. Năm nay giờ ai cũng mệt hết rồi. Giờ nên mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nữa tại Đà Lạt này nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.